Xin chào mọi người, Bar Story Livestream, một phiên bản hoàn toàn mới của Bar Stories, cuồng nhiệt hơn, kịch tính hơn và đặc biệt là có tính tương tác tuyệt đối, được phát sóng trên Facebook và YouTube của Dustin on the Go. Và mở bát Bar Story Livestream 2021 đó là hai vị khách mời được mệnh danh là những người đàn ông không nói, mà càng không nói thì phải càng loyal talk show, phải nói, đó là Karik. Hello Karik. Phan Mạnh Quỳnh. Yes. Rất cảm ơn hai người đã đến với Bar Stories Livestream, phiên bản livestream lần đầu tiên. Đây là cái Bar Story của năm 2021 đầu tiên luôn. Chúng ta thật sự là đã đi qua rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc, và hôm nay là cái ngày chúng ta ngồi lại đây để mà nhìn lại một cái thời gian của một năm vừa qua. Và mình nhìn với một ánh mắt tích cực. Dustin hy vọng là cái buổi trò chuyện của anh em mình hôm nay nó sẽ đem lại được nhiều cảm hứng, nguồn động lực cho những người đang xem, để mà họ có một cái tinh thần tích cực hơn để làm việc và sáng tạo cho năm 2021, đúng không? Được. Hai bạn thì sao rồi? Chết rồi. Chết. Không phải là người tích cực. Đó là tại sao Dustin và Phan Mạnh Quỳnh ở đây. À, ok. Là để cheer up Karik. Còn Phan Mạnh Quỳnh? Thì em thì thật sự thì cũng có những giai đoạn nó cũng không được được vui, nhưng mà mình cũng mình hay có một cái phương án, là phương pháp là mình lật lại vấn đề, tức là mình đặt giả thuyết là tại mình vẫn đang còn làm những thứ mình thích nè, và mình vẫn được sống cuộc sống nó tương đối là ổn năng so với nửa dân số, ít nhất là hơn nửa dân số, thì mình thấy ở đó cũng là cái niềm vui của mình, và mình thấy ở cũng lạc quan được. Yes. Vậy thì trước tiên mình phải giải thích cho hai bạn là tại sao Bar Story mà đem lên livestream. Bởi vì mình muốn khán giả là người quyết định diễn biến của chương trình bằng cách bình chọn trực tiếp trò chơi xuất hiện trên màn hình này. Bạn muốn hai khách mời và Dustin chơi trò gì nhất? Các bạn có thể ngay bây giờ bình chọn ở trên màn hình của chúng ta, có 5 trò chơi. Đấy, 5 trò chơi với các con số thứ tự, các bạn chỉ cần đánh vào và chương trình sẽ thống kê lại 3 trò chơi mà được khán giả yêu cầu nhiều nhất. Và ngoài ra, chúng ta sẽ còn có thêm một phần nữa là khán giả nào mà đặt câu hỏi cho hai khách mời mà hay nhất sẽ được lựa chọn và họ sẽ được nhận quà. Lát nữa mình sẽ có những câu hỏi được lựa chọn để mọi người trả lời cho khán giả của mình. Và ở đây thì phải nói là một cái không gian mà Dustin lần đầu tiên quay Bar Stories, lần đầu tiên đến đây để được hưởng thụ với những người đồng nghiệp. Cảm ơn Zion Sky Lounge Dining ở 87A Hàm Nghi đã cho chúng ta cái không gian thực sự là nó rất là Sài Gòn, nó rất là thoáng đãng, nó là một cái rooftop bar. Và nếu mà nói đến rooftop bar thì mình nghĩ ngay đến Sài Thành, thì là nổi tiếng vì những cái sky bar, rooftop bar, bar trên sân thượng. Và mình phải uống nước, đồng ý không? Xin mời Dustin sẽ được mời bạn Sơn. Sơn ơi, Sơn sẽ là người hỗ trợ Dustin, là một đại sứ thương hiệu. Bạn ấy sẽ cũng sẽ đến hỗ trợ Dustin trong phần pha nước để cho mình nhanh gọn lẹ, vì mình đang livestream. Các khán giả cũng đừng quên đặt câu hỏi cho hai khách mời ngay bây giờ nha, và chọn bình chọn trò chơi bạn yêu thích nhất. Dustin đã chuẩn bị cho mỗi người một ly riêng, với có tên đặc biệt đàng hoàng luôn. Đầu tiên là Phan Mạnh Quỳnh trước. Cái ly của Phan Mạnh Quỳnh nó có một cái nguyên liệu mà Dustin nghĩ là nó rất Tết. Người Việt Nam đối với Phan Mạnh Quỳnh, người Việt Nam thích uống cái gì nhất vào dịp Tết? Rượu. Người Việt Nam. Người Việt Nam. Bia. Chính xác. Bia. Bình dân nè, dễ chịu nè, đông người vui vẻ Tết mà. Thì mình sẽ làm một cái công thức có bia. Và mình sẽ dùng bia Sinh Tao, là một cái loại bia công thức Đức hơn 100 năm. Và chúng ta sẽ có cái nguyên liệu như sau. Mời Sơn. Yeah, hôm nay em sẽ làm cái ly có thành phần là bia cho anh Phan Mạnh Quỳnh trước nha. Ok. Dustin sẽ là người thuyết minh. Bình thường là Dustin sẽ làm. Cái ly của Phan Mạnh Quỳnh này á, nó sẽ gồm có nguyên liệu. Đầu tiên đó là 10ml syrup. Syrup là đường thôi, 10ml nhẹ nhàng thôi. Ok. Tiếp theo là mình có 30ml Andros Chunky. Trong lúc mà bạn này đang pha thì mình sẽ cho Mạnh Quỳnh nếm thử cái bia Pure Draft. Đây là một trong những cái nguyên liệu mà mình sẽ... Cái này em phải uống hết một hơi hay là em muốn nhấm nhấp vậy? Em có thể uống bình thường, thoải mái, không sợ. Em uống luôn nha. Uống đi. Thường thì Dustin sẽ chọn 1903 là nó đậm đà, nó
đậm đà theo kiểu nồng. Còn lager thì là nó đậm đà êm dịu hơn. Còn cái mà mình đang uống, còn mình vừa đang uống là Pure Draft thì nó sẽ có vị như là bia tươi ở trong cái tap của bia bắp. Đúng không? Em có cảm nhận gì không? Rồi tiếp tục với cái ly của Sơn, chúng ta có 30ml Andros Chunky Lê Hoa Cúc rồi và 80ml trà lại, sau đó mình shake lên. Pure Draft ở trên. Sau đó thì mình sẽ garnish cái bông hoa cúc họa mi, nó rất là giản dị, bình dân, đẹp quá. Đây là cái ly mà mang tên, đây cho mình. Cái ly hơi nữ tính nha. Không, để nó xin giải thích cho. Ly này nó xin đặt tên là Lê Cúc Trà. Lê Cúc Trà. Lê Cúc Trà. Nó có cúc, nó là trà cúc, nó có lê. Và khi mà nghĩ tới một cái món cho Phan Mạnh Quỳnh thì Dustin nghĩ là một cái con người trầm tĩnh, những người mà về thường có thể là thích uống trà, có thể đúng trà hoa cúc, nhưng cái hậu á là cái mà Dustin cảm nhận khi đến gần và tiếp xúc với Phan Mạnh Quỳnh á, một cái gì đó ngọt ngào, ấm áp, thì cái hậu có lê. Và bên vẻ ngoài mình vẫn là một nghệ sĩ, mình vẫn phải tươi mới một chút bia Pure Draft của Sinh Tao. Đây là cái mà Dustin sẽ thấy ở Quỳnh, một người bình dị, đáng tin cậy. Khoan, lấy cái ống hút đã. Cảm ơn anh Dustin và cảm ơn bartender. À thôi, đừng lấy ống hút. Go no straw. Bây giờ em chưa được uống nữa đúng không? Chờ anh Karik. Em cứ uống đi. Em uống luôn ha. Mời cả mọi người nhau. Từ tình người mình lỡ chứ mình là workshop mà. Thế nghĩ là phải uống thêm một xíu sô sâu vậy, tại lúc nãy là bia bên trên đổ một xíu bia. Nhưng không bia, okay. Em nghĩ bia thì đã lên, không động lên trên nữa. Cảm nhận sao? Thế là đúng là lần đầu tiên em uống cái này thật, nó rất là lạ. Có hay uống bia không? Em hay uống bia mà. Thế người bụng không bự á. Mình phải có phương án giảm cân như ok. Uống bia nhưng mình ăn ít thôi. Vậy là ok đúng không? Lê Cúc Trà nó là của Phan Mạnh Quỳnh. Rồi. Tiếp theo là một cái ly dành cho Karik. Karik là một người mà Dustin nhìn thấy sự vui tươi, bên ngoài vui tươi. Mọi người muốn đến gần. Mua cho chủ ký. Dustin đặt cái ly này tên là gì lát nữa biết. Nguyên liệu của nó hơi nặng một tí. Nặng á. Sẵn sàng chưa em? Mình có đầu tiên là 40ml rum. Rum á? Rum. Rượu rum 40ml làm từ mía Bacardi. Sau đó mình sẽ có 15ml Campari, một cái rượu thảo mộc. Mười lăm thôi đó. Chúng ta lấy tiếp theo là 30 Andros Chunky Lê Hồng, phải hoa hồng. Thì hồi nãy Dustin cũng có dùng cái Andros Chunky này cho cái ly của Phan Mạnh Quỳnh. Thì cái Andros là một cái công ty sản xuất chế biến nguyên liệu trái cây ở, có mặt ở Pháp nhưng mà cũng có nhà máy ở Tiền Giang. Và Chunky là cái sản phẩm mà dùng để làm pha chế, làm bánh. Nó có miếng trái cây hay là cánh hoa trong đó luôn. Nó tạo một cái cảm giác ăn nó rất là thích thú. Kể vô sực có nhân cái gì? Đúng rồi, cái từ sực. Và sau đó là 10ml Andros Syrup hoa hồng, cũng là của Andros luôn. Thì bạn Sơn chính là đại sứ thương hiệu của Andros Asia.
rồi mình shake lên với đá. Em ơi, cho anh mở một chai bia cực quá. Mở giùm anh một chai bia này chứ, thấy mở giùm chai bia như lý đá nè. Vừa thôi. Rồi. Cần. Đá mình trong đây. Để đá đâu hả? Ok. Đẹp nha. Mình mới nói ly của ông này nữ tính, ly của mình nữ tính hơn. Ly uống nước không có giới tính. Phi giới tính à? Sau đó, phi giới tính. Mình sẽ top up với lại Prosecco là một loại rượu vang sủi bọt của Ý. Nó sẽ sủi bọt lên. Và mình sẽ garnish, trang trí bằng hoa hồng búp mà phơi khô. Và mình dò nát lại và mình... Ly này... Mình xin thêm một cái đá cho. Cảm ơn đá. Cái ly này dành cho Carrick thì Dustin gọi tên nó là pháo hoa. Khi mà Dustin nghĩ đến Carrick, Dustin nghĩ đến Tết. Không biết tại sao, chắc là quảng cáo Tết nhiều. Quá nhiều, brand nhiều lắm. Đi đâu cũng nghe đúng không? Dạ, thông tin rồi. Ra ngoài đường thấy poster, ra lên xe là thấy radio. Về nhà lên YouTube cũng thấy Carrick quảng cáo. Vô thang máy nhà cũng thấy luôn. Rất là Tết, một chàng trai mà ai cũng muốn đến gần. Và mình muốn đem cái sự hào nhoáng nó thành pháo hoa. Khi mà mình sủi bọt cái... đổ cái Prosecco cho nó sủi bọt lên, nó cho bắn lên vậy đó. Tàn của nó là những cánh hoa hồng. Ok. Pháo hoa cho Carrick. Ôi, ly của Dustin đâu? Dustin sẽ uống cái này. Dustin là uống kiểu dài lâu. Cảm ơn Sơn. Cảm ơn Sơn rất là nhiều vì đã hỗ trợ anh. Sẽ còn gặp lại Sơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Ok, cheers. 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 Sao? Đúng ly á. Để đúng đúng cái ly uống bia. Rồi ok. Các bạn cũng đừng quên là bây giờ các bạn hãy bình chọn cho trò chơi mà bạn yêu thích nè. Và tiếp theo là đặt câu hỏi. Câu hỏi hay nhất sẽ được lựa chọn bởi chương trình để một trong hai khách mời trả lời. Và bạn sẽ nhận được quà. Chúc mừng cho một cái sự hợp tác mà ít người có thể ngờ tới là đàn ông không nói. Nếu mà trong đời thường mọi người nghĩ là mình thật sự là người ít nói không? Hay là mình là người nói nhiều? Thật ra thì tên nó là ai đặt ạ? Brand đặt. Brand đặt rồi. Nhưng mà thực sự Rick nghĩ á là sometimes đàn ông cũng phải nói nhưng mà nó ít thôi. Chứ con đàn ông mà không nói là... Là không được. Không được, phải nói. Mình phải nói. Những lúc nào cần nói. Cái gì cần nói. Em thì... lúc nào cần nói thì nói thôi, biết là mình đừng có thiếu. Thật ra tất cả mọi việc quan trọng là cái việc nào mà nó quan trọng và mình dành đối tượng là ai nữa. Ví dụ những cái công việc đó mình cần phải nói nhiều hơn và mình thuyết trình cho người ta một cái gì thì mình nói nhiều. Còn những cái chuyện gì mà cảm thấy nó serious quá và mình đã nói quá nhiều thì mình nói ít thôi để người ta tự hiểu. Đồng ý. Đúng lúc, đúng thời điểm, đúng người, đúng sự việc. Còn nhiều khi nói nhiều quá người ta không hiểu là không nói luôn đó, là không nói. Và có những người mình cũng không nên nói luôn. Mình nhiều khi mình đâu nói chuyện với họ là mình bị đánh nhau với họ luôn đó. Vì họ nhiều khi người họ làm mình quạo lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với game đầu tiên. Mình đã có tên game chưa ạ? Ok, trò gì? Thú thật. Chúng ta sẽ đến với phần máu lửa đầu tiên. Trò chơi đầu tiên tên là thú thật. Hey. Thú thật. Đây là một trò chơi như sau. Game trước cho hai bạn. Thú thật là một trò chơi mà thí dụ tới lượt của Dustin sẽ dơ ra hai tờ giấy. Các bạn sẽ là người quyết định xem là chọn tờ giấy bên trái hay bên phải. Dustin sẽ đọc tờ đó và hai bạn có 60 giây để tra khảo Dustin. Và hai bạn sẽ đoán là điều đó là điều xạo hay là điều thật. Dustin có quyền nói xạo bất cứ khi nào để đánh lượt lạc hướng cả các bạn. Các bạn cũng có thể làm như vậy đối với lại hai người còn lại. Vậy nếu mà bạn đoán là cái đáp án của bạn là chính xác á thì bạn thắng. Nếu mà bạn thắng thì tôi uống. Nếu mà cả không, nếu mà bạn thắng thì bạn khoát, bạn thua thì bạn uống. Và nếu mà cả hai bạn cùng đúng
thì người này sẽ bị uống. Mình có 3 hình phạt là nước thường nước thánh, bánh thường bánh thánh, hay là kẹo thường kẹo thánh. Mọi người chọn cái gì? Cái đằng nào cũng chơi hết 3 cái, bây giờ chọn cái gì trước? Mình đã có được cái kẹo sợ lắm ấy. Cái nào cũng phải chơi qua hết á. Cái kẹo đáng sợ lắm ấy. Kẹo đó là nghe review. Bây giờ bốc thăm nha. Rồi, giờ bốc thăm đi trong bay 3 cái, chọn cái nào cũng được. Vô. Thì là bốc một cái là dùng chung đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng mà em sẽ có version là cái version an toàn cho em. Thánh thì cũng an toàn. Nước thánh. Nước thánh. Nước thánh à? Nước thánh là rượu à? Đây. Phan Mạnh Quỳnh thì vẫn còn ngày mai ngày gì đó phải đi đâu rất là bận rộn, cho nên là Dustin chuẩn bị sẵn 4 cái ly này là phần phạt của Phan Mạnh Quỳnh, đó là nước đắng, là đằng nào cũng uống nước đắng hết. Còn cái này là của anh em mình, là có nước thường nước thánh mix lại, anh không hề biết, em có quyền chọn cho anh. Sai đúng giờ tính sau. Bây giờ hai người hãy cùng theo Dustin mà mình nhìn vào camera cận của mình và mình nói với khán giả là tôi là Dustin, tôi chấp nhận cuộc chơi này. Rồi mời Carrick. Mình sẽ là Carrick và mình chấp nhận cuộc chơi này. Mình là Phan Mạnh Quỳnh và mình chấp nhận cuộc chơi này. Yes. Yeah. Yo. Yo. Thú thật nha, mình sẽ phát cho mấy các bạn. Nếu mà là trò chơi thú thật thì Dustin sẽ cầm bảng của Dustin, Carrick cầm của Carrick, Phan Mạnh Quỳnh cầm của Phan Mạnh Quỳnh. Chúng ta đã có những cái điều mà chúng ta ghi ở trong đây. Bây giờ mình tù xì coi ai thua thì người đó phải bắt đầu trước ha. Bắt đầu thì sẽ đưa ra trước. Đúng rồi. Đưa câu hỏi trước. Ừ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, Phan Mạnh Quỳnh. Phan Mạnh Quỳnh sẽ đọc ra một cái, sẽ đưa ra hai tờ giấy mà bạn bất kỳ một bên là thật, một bên là xạo. Và hai đứa này sẽ chọn coi là mình mở bên nào. Ok. Ok nha, cái đầu tiên nha. Rồi. Đầu tiên là... Không, Quỳnh không có đọc. Quỳnh đưa ra hai tờ trước mặt Quỳnh thôi. À, rồi. Đưa ra như nào, đưa ra cho Dustin với lại Carrick. Để coi mình một cái trái, một cái phải không. Như nè. Cái này. Không, em. Rồi. À, đúng rồi. Rồi phải chọn. Bây giờ chỉ có trái với phải. Mình chọn cái nào. Xong rồi mình sẽ tra khảo cái điều đó. Quỳnh sẽ đọc cái đó lên, tra khảo. Mình đoán coi là nó thật hay nó xạo. Okay. Rồi. Ok. Rồi, chọn bữa này em chọn đi, em chọn. Chọn bên trái. Bên trái, là bên đó. Đây. Mở lên đúng không, là đọc cái đó đó. Ừ. Rồi. Thỉnh thoảng tôi thường nhìn lên trần nhà một cách vô thức tầm 1 phút. Rồi, bây giờ mình có 60 giây để mình tra khảo bằng những câu hỏi. Ví dụ như sẽ hỏi là bị như vậy từ khi nào? Từ bao nhiêu tuổi? Thảo Quỳnh. Anh hỏi luôn hả? Đúng hay rồi, anh hỏi em á, trong có 1 phút này là tụi anh sẽ tra khảo. À, hai người cùng hỏi luôn hả? Đúng rồi. Là em bị cái này từ hồi mấy tuổi? Từ hồi 19 20 tuổi ạ. 19 20 tuổi em nghe em có. Nhưng mà tới giờ vẫn bị đúng không? Tới giờ vẫn bị. Tới giờ vẫn bị. Tại sao lại bị như vậy? Em đoán cái này là thật đấy. Em đoán là thật. Vì là mình bị thế thôi. Không biết nguyên nhân. Dustin thì nghĩ là nếu mà hay nhìn lên trần nhà tầm mật dùng 1 giây mấy hả? 1 phút. 1 phút. Và không chớp mắt, không chớp mắt. Bởi vậy tôi biết được con chàng trai biết lên cây. Anh nghĩ là thật. Em nghĩ là thật tại vì em cũng bị cái tình trạng rồi. Lựa chọn của hai đứa mình là thật. Nếu như mà thật đúng không? Đúng rồi, em sẽ review con câu đó là em nó thật hay nó xạo. Còn một, câu 2 này. Không cần, em chỉ cần review câu đó trước đã. Là review. Thật hay xạo? Là thật. Là thật đúng không? Yeah. Nếu em lại thật cái câu này là đố làm gì nữa? Thì bây giờ em có thể đọc lên cái câu xạo của em. À. Tôi thường một mình đi ăn vào 2 giờ sáng. Tôi thường một mình đi ăn vào 2 giờ sáng. Không bao giờ đi ăn đêm luôn. Có nghe câu này là xạo đúng không? Ừ. Là mà thường mà. Thường một mình đi ăn đêm 2 giờ sáng. Em nghĩ chỉ có đi diễn về là đi với một số người đúng không? Đúng rồi. Như vậy đáp án là bạn ấy đã thua dán đầu. Mời em một liếng đắng. À khoan. Nếu như thế. À ok, thế được. Tại vì hai người đều trả lời là thật. À ok. Hiểu luật chơi phải không? Rồi bây giờ tới. Good. Nước đắng đắng không? Đắng á. Thuốc. Thuốc. Giống như thuốc sắc vậy. Right. Carrick tới em sẽ đưa ra hai tờ để anh và Phan Văn Quỳnh sẽ lựa coi em sẽ đọc bên nào. Em lựa đi. Em lựa bên này.
gần em. Đây rồi. Rồi. Ở nào, mở ra đọc đi em. Xong luôn à? Ừ. Tôi đã từng ăn hết hai nải chuối vì quá đói. Anh cũng nghĩ là thật đó Quỳnh. Hai nải chuối, nhưng mà hai nải chuối là một câu chuyện lớn đấy. Hai nải thì hơi nhiều. Hơi nhiều đấy. Nhưng mà quan trọng là nải như thế nào? Chuối gì như chuối? Đúng, à, là chạy nải 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 gì? Câu hỏi này không chặt chẽ. Nải chuối, hai nải chuối vì quá đói. Chuối gì? Thì... chuối tây hay chuối ta? Chắc chắn là chuối ta. Chuối ơi, là chuối ta. Chuối ta ăn được đó em. Chuối ta ăn được. Anh cũng ăn được. Giờ anh này đơn giản, anh nghĩ chuối sứ thôi là anh ăn được hai nải bình thường. Anh ăn lúc mấy giờ? Ừ. Ăn 4 chiều. 4 giờ chiều á? Đúng rồi, cái đó ăn vậy còn đỡ hơn. 7 giờ tối, 7 rưỡi tối. Rất chiều mình đi tập gym về mà nhiều mình mệt. Chính xác. Cardio mệt. Đúng. Anh nghĩ là đúng, anh nghĩ là thật. Tại vì ăn chuối ta thì dễ ăn hai trái. Ok, anh nghĩ là hai nải mà. Không, em có quyền trả lời khác anh. Hai nải. Hai nải. Hai nải lận. Hai nải cho bà. Có những cái chú câu á ăn là giống như là snack, ăn một miếng là vô luôn em. 20 nải, một nải kiểu cỡ chừng 10 trái, 20 snack vậy thôi. Mà rét nữa. Dạ, em không tin. Em không tin hả? Anh nói là đây là thông tin sai. Anh cũng không biết nhưng mà anh nói là anh nói đúng không? Đúng đúng. Rồi bây giờ còn cái kia. Bây giờ đọc cái kia lên đúng không? Bây giờ cái kia là ngược lại rồi. Xong bây giờ bạn ấy sẽ review và sẽ đáp án luôn. Bật mí là cái đó là đúng hay sai. Em nói sai, anh nói đúng. Em nói sai. Sai. Sai hả? Sai. Cái câu thật của em là gì? Câu thật là câu bên này. Rồi, là gì em đọc lên? Tôi là người dễ bị tiêu cực và bị người khác ảnh hưởng cảm xúc. Cái này là anh thấy liền, là anh chọn liền rồi đó. Là nếu mà nói câu này là chúng mình đều đúng rồi. Đúng, biết tại sao em để cái câu đúng của anh phải không? Tại lúc nãy là Quỳnh đã để câu đúng của anh phải. Cho nên em sẽ đổi ngược lại câu em ngược lại. Em biết xin người sẽ chọn câu ngược lại. Vậy em mời anh một ly á. Một ly của em không? Ly của anh, ừ anh uống thôi. Tại vì Quỳnh đắng đúng, em khoát rồi. Xin kể, xin kể. Mời, khán giả có thể uống cùng với mình. Thánh thấy thường. Thánh thấy thường đây ạ. À. Nước Thánh. Nước Thánh à? Là sao? Tốt ca. Là bay lên trời. Là đây em muốn ta biết. Bây giờ tới Dustin. Rồi. Đây là... ok, chọn bên nào. Vô. Tôi từng cầm kéo cắt dây điện đèn đang hoạt động. Cắt xong mới biết đúng không? Nhiều khi là cắt xong mới biết. Và... không thế nào được. Với một con người như thế này đâu thế nào chơi ngáo gì được. Anh đây anh cũng ngây thơ lắm em. Anh ngây thơ nhưng mà anh không có nghịch dại gì được. Thật ra nha. Lúc đó em mới bao nhiêu tuổi? Mới gần đây, cách đây khoảng 2-3 năm. Thật ra em biết là cách có người cắt không bị giật nha. Đi dép và cắt không thì không bị giật. Nhưng mà nó cũng nguy hiểm, không ai dám thử đâu. Cái vụ đi dép thì anh biết. Rồi. Tèng 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 tèng. Em tin. Không tin. Em nói là anh xa, anh xạo. Anh xạo. Em nói là anh nói thiệt. Đáp án là Phan Mạnh Quỳnh đúng. Thật hả? Anh nói thiệt. Thiệt á? Anh ngây thơ lắm. Anh rất ngây thơ. Chính vì vậy nhiều khi là anh hiểu là cái lời nói, cái hành động của anh nó không có đi đôi với lại cái bề ngoài đâu. Mọi người nghĩ anh kiểu, nhưng anh không, anh rất là ngây thơ. Anh như một đứa trẻ luôn, anh bay dữ lắm. Anh em mình có nói chuyện về bay dữ lắm ở sân bay rồi. Là mình nói trên trời không à. Nhớ không, lần đi Đà Nẵng. Câu này là cuối cấp 3, thay vì viết của Lưu Bút, tôi đã đốt hết nhật ký viết chung với người yêu cũ. Không, không bây giờ là. Vậy em thua, em uống rồi. Anh chọn cho một ly hay là sao? Anh chọn em ly đi. Thôi, Phan Mạnh Quỳnh chọn cho Carib bất kỳ lý trắng nào. Cho nó fair play. Nước Thánh. Mời em. Đây là gì? Thường hay Thánh? Thường hay Thánh? Thánh rồi. Vodka rồi. Là gì? Thánh gì đó. Đã hiểu cảm giác rồi phải không? Rồi tiếp đến lượt em ha. Cho anh xin hai ly nước lọc nha. Vô, Phan Mạnh Quỳnh. Chúng ta cứ chơi khi nào mà gần hết giờ là mình sẽ báo gần hết giờ.
các bạn nhớ đặt câu hỏi cho hai khách mời của chúng ta nha. Bây giờ để coi nói suy tính thì em sẽ không biết là cây nào nha. Rồi, ok. Em cũng không biết luôn. Giờ em xin chọn, anh chọn. Anh chọn ha. Anh chọn luôn, chọn đây ha. Rồi. Đọc đi nào. Tôi đã suýt chết đuối 7 lần. Nghe là thấy xạo rồi. Cảm ơn. Nghe là thấy xạo rồi. Xạo mà kiểu không ai mà chết sắp chết đuối 7 lần. Anh nói là xạo. Chết anh đuối mà 7 lần mà thoát chết là thành thần đấy. Nhưng mà em thực sự là em biết bơi không? Em không biết bơi. Em thích, là, em có thích biển không? Thích. Tức là tìm biết thích biển, còn em thích biển không? Tùy lúc, tùy cảm xúc. Có thích tắm biển không? Em cũng thích tắm luôn, nhưng mà dạo đây em hết em tắm. Dạ em thấy sao? Em tắm biển em vẫn tắm bình thường. Nhưng mà có thể 7 lần thật. Suýt chết đuối 7 lần. Không thể nào. Không thể nào mà ngồi nhớ ra 7 possible. Lần. Không thể nào. Anh cũng vậy thôi. Mình sẽ cùng nhau. Anh sẽ chọn là không đúng. Vậy thôi, nghe thì không đúng. Theo anh không đúng. Không đúng. Ok. Đây là thật. Và cái này là không bao giờ quên luôn. Là sắp chết đuối 7 lần thật. Tức là chết ví dụ trong chung nước nè. Trong ao mà. Mấy lần ở sông nè. Mấy lần ở biển. Nó cứ kiểu như là có người kéo lên. Tức là uống nước rồi xong rồi có người kéo. Ghê. Em thấy người ta kéo em. Có bạn em kéo cho em mà. Gần nhất là lúc em đang rất là lớn rồi ấy. Tức là em đã bất tỉnh. Em đã 20 mấy tuổi ấy. Em đứng ở ngoài biển Vũng Tàu. Em ngắm cano chạy. Em với thằng bạn em ngắm cano. Xong mà tự nhiên, ủa bình thường mới đứng đây này. Sao tự nhiên nó lú đây. Mình không di chuyển nha. Nó đến đây luôn. Bạn em nó biết bơi, nó kéo chút bố rồi. Em uống nước rồi. em có định là đi học bơi cho năm 2021 không em? Em biết bơi không Karik? Sau này chắc em phải đi học bơi. Em biết bơi nhiều kiểu á. Phải đi học bơi. Mọi người ơi, nhớ dặn Phan Mạnh Quỳnh đi học bơi. Đây là vì sức khỏe. Rồi bây giờ để Quỳnh chọn một đơn lý. Ok. Các bạn nhớ đặt câu hỏi cho hai khách mời. Câu hỏi hay nhất sẽ được lựa chọn trong ít phút nữa thôi. Rồi. Để ly khác, để ly khác không sao. À, tiếc ghê luôn, nước thánh này. Ủa vậy hả? Nhiều khi đồng đề nước thánh hết đấy. Ok. Đâu biết được đâu. Vô. 1, 2, 3. Nước hương. Đèn. Nước gì? Thánh kìa. Thôi đi chứ. Về. Tiếp không? Còn mấy phút nữa, chúng ta còn mấy phút nữa. Vẫn còn thời gian 7 phút nữa tiếp tục. Câu tiếp theo là ai nào? Karik. Trời sợ nhất ruột màu trắng. Nó là nước thánh. Ok. Rồi, chọn. Em chọn đi. Em chọn đây. Bên tay trái của Karik. Bên tay trái của em. Tôi từng sáng tác một bài hát rất ngẫu hứng lúc đang ngồi trong toilet. Và bài đó vô tình rất được ưa thích. Bài đó là bài nào? Không nói và không kể bài nào, nhưng mà khả năng nó rất có. Có, anh nghĩ cái đó là dễ đó. Anh muốn nghe coi bài nào mà ngồi trong toilet mà viết quá hay vậy, mà mọi người thích tới như vậy. Em có quyền lách, em có quyền nói sao. Đúng rồi. Tùy em, anh hỏi, anh tra khảo trong vòng 60 giây mà. Thật ra em viết rất nghĩ, em có nghĩ tới một số phân đoạn, một số những cái bài hát của em. Nhưng mà đa số những bài đó thì bài đó một mình em hay là có kết hợp với ai khác? Hả? Bài đó một mình em hát hay là có kết hợp với ai khác? Mình em. Không. Em nói thật đấy, là thật đấy. Bởi vì ví dụ như một số người mà em biết giống như Eminem này, ở cũng biết rap trong toilet ngoài không? Em có viết một bài đó trong toilet hay là có nhiều bài trong toilet? Em viết nhiều bài trong toilet. Ok. Đáp án của mình là anh nghĩ là thật. Em nói là thật luôn. Thật à? Sai rồi. Sai rồi. Câu chuyện của em là gì? Câu kia là Karik sợ ma nhưng rất thích đi xem phim ma. Thấy chưa, anh nói mà. Ok. Chúng ta cùng mỗi đứa một ly. Em là đã có rồi. Rồi, chọn đi. Và chúng ta sẽ chuẩn bị kết thúc trò chơi đến với câu hỏi đầu tiên mà khán giả nào đã đặt ra được lựa chọn. Vì giống nhau mấy ly là đắng hết. Đắng hết. Nhưng mà mát. Thánh à? Và bây giờ chúng ta đã kết thúc trò chơi đầu tiên.
Garrick và Dustin và cả Phan Mạnh Quỳnh đều đã thu hoạch được rất là nhiều những cảm xúc nhăn nhó bởi vì uống nước đắng và lên trên trời uống thánh. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên của khán giả được lựa chọn đã nhắn tin vô trong đây rồi. Khán giả này sẽ là người nhận một phần quà vì đã có câu hỏi trả lời rất hay đầu câu hỏi đầu tiên rất hay. Đó là một cái thùng tinh tao classic lager để uống Tết với lại hai một cặp áo maybe clothing. Đó là cá leo cây. Bạn ấy hỏi là trong đàn ông không nói tại sao không thấy hai anh đứng chung quay cảnh nào vậy? À, dễ mà. Easy. Tại vì lúc đó là sắp xếp lịch của hai anh em nó ai trả lời thì ai trả lời. Ai cũng được cả hai luôn. Anh nói trả lời. Thì lúc đó lịch của hai anh em là nó mỗi người trái lịch nhau thì không thể sắp xếp chung ngày thì Quỳnh phải quay bữa trước rồi Rick quay bữa sau. Vậy thôi. Theo mình nghĩ là họ muốn hỏi câu là ý là tại sao mình trong khung hình không xuất hiện chung khung hình á. Thì ấy, bởi vì là đạo diễn idol đạo diễn là anh Rick là đại diện cho một cái những người mà gọi là sự quyết liệt và mạnh mẽ, còn Quỳnh thì sẽ làm nên hình ảnh là cái nét trầm tư bên trong của người đàn ông. Thì hai cái là cộng hưởng lại là mới là người đàn ông. Nhưng mà người ta sẽ chỉ nhìn thấy một trong hai cái và người đàn ông ai mà có cái tinh thần trách nhiệm đều sẽ có hai cái tính đó hết. Thực ra là hai cái tính cách trong một người đàn ông. Vâng. Cho nên không thể xuất hiện chung của mình được. Thật ra nghe nó hơi minh bạch một tí nhưng mà thật sự là ý đồ của đạo diễn là như vậy. Nhưng mà chính á là đúng thật sự á là lịch của anh em đang trái ngược nhau. Trái lịch của anh em ơi, không cảm. Bây giờ gặp được một bữa này là thật sự là kiểu không biết là bao giờ mới có lại luôn. Tiếp tục. Và cảm ơn bạn gì leo cây hồi nãy là đã đặt câu hỏi là thằng cá leo cây. Bạn hãy liên hệ inbox vào fanpage của Dustin on the Go để chúng tôi có thể gửi quà cho bạn nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta tiếp tục vẫn vote cho 4 trò chơi còn lại trên màn hình. Và kết quả cho trò chơi thứ hai là gì? Nghe lớn lên được không ạ? À, chết còn hơn. Ok, cho gom lại mấy cái cũ. À, chết còn hơn á. À, chết còn hơn cái gì mà ghê vậy? À, chết còn hơn để nó xin giải thích luật cho. Được. Và bây giờ thì một người lựa một hình phạt tiếp theo đi. Còn hai hình phạt á. Đó. Thà chết còn hơn. Cho đây là một trong những kẹo hot nhất của kẹo thánh. Kẹo thánh. Em nghe cái này ghê lắm. Ôi, yêu. Kẹo thánh này là một cái trò chơi tuổi thơ. Nó cũng như là nước thánh, nước thường, bánh thường, bánh thánh vậy thôi. Bốc một cục hay là bốc hai cục tùy. Hai coi cục. Là mùi đó mùi gì. Ok, trò chơi này có nghĩa là gì đó xin sẽ giải thích quy luật. Thà chết còn hơn là một trò chơi mà ví dụ như Dustin là người cầm cái tờ giấy đó, Dustin sẽ đặt câu hỏi, luôn luôn đặt câu hỏi cho người bên phải của Dustin là Phan Hoàng Quỳnh hay là người bên trái vậy đi. Chọn bên trái là Dustin đặt cho Karik nè. Karik có hai lựa chọn, một là trả lời thành thật, hai là tôi thà chết còn hơn, tôi sẽ chọn một viên kẹo, hai viên kẹo, mình sẽ tùy mình tính là một hay viên hai viên nha. Đó. Nếu như mà Karik trả lời thành thật thì Dustin phải chọn hai viên kẹo. Phê không? Phê ha. Bắt đầu chơi không? Mình hiểu luật phải không? Ok. Lulu Dustin sẽ đặt câu hỏi cho Karik, Karik đặt câu hỏi cho Phan Mạnh Quỳnh và Phan Mạnh Quỳnh đặt câu hỏi cho Dustin. Chúng ta đều công bằng với nhau. Đây là câu hỏi của Dustin thì Dustin sẽ đưa cho Phan Mạnh Quỳnh. Và câu hỏi của Phan Mạnh Quỳnh thì là đưa cho Karik. Và mọi người có thể có 10 giây để nhìn sơ qua các câu hỏi. Nếu mà lựa chọn câu nào mọi người thích nhất, mọi người có thể hỏi cũng được. Sau đó mình tù xì. Ai là người thắng thì được hỏi trước. Rồi. Ok. Tù xì ha. Ai thắng thì được hỏi trước. Chỉ là hỏi câu hỏi đầu tiên chứ mấy câu hỏi sau không được hỏi. Mình được lựa chọn câu nào trước cũng được. Ok. Mình là mình hỏi mình này nè. Mình này hỏi mình nè. Mình hỏi mình. Rồi. Ok, 1, 2, 3. Em ra sao? Đúng rồi, ra sao? Lại lại. 1, 2, 3. Công việc. Để em hỏi anh trước. Em được đặt, em chọn bất kỳ câu nào trong bài cũng được. Hay nếu được anh trả lời thành thật thì em phải ăn 1 hay 2 cục mọi người. Một thôi. Một cục thôi. Cái này nó kinh lắm. Nếu mà
anh không trả lời thì anh thà chết còn hơn. Đây có nhiều câu nặng ghê luôn ha. Cậu dữ dội. Có option lựa chọn mà. Vậy thì em sẽ lựa một câu rất là vừa vặn thôi, vừa phải thôi. Một quảng cáo mà sau khi xem xong, Dustin tự nói phí mất 30 giây cuộc đời. Thiệt ra là ăn. Có những cái quảng muốn ăn hay muốn đâu? Ăn. Nhìn là mới trả lời không được rồi. Ủa sao không được? Không, đúng là không có rồi. Nhưng mà mình cũng vẫn phải nói, có những quảng cáo nó không đủ 30 giây. Ok. Có những cái có 6, 7, 8 giây à đúng không? Ừ. Mình có tính không? Cũng tính. Nhưng mà cái câu phí mất 30 giây cũng trong vòng 30 giây đổ lại. Nó chỉ là một cái câu thôi. Nó xin nghĩ là mấy cái quảng cáo mà nó rất là kiểu không biết đáng tin cậy như thế nào là ba đời tôi trị hói đầu, ba đời tôi trị sỏi thận. Mình không hiểu là tại sao mình lại bị nhận những quảng cáo đó mà mình cũng không biết là cái độ tin cậy của nó đến như thế nào. Rõ ràng là bạn có mua không? Hay là bạn có nghĩ là bạn sẽ phải là cái khách hàng không? Mình ấy chết rồi. Mình coi quá nhiều quảng cáo từ ba đời nhà tôi. Và tưởng tượng đó là một production quay luôn á. Đúng luôn, em thấy giống như là cùng sản xuất chung nhau. Ừ. Ủa vậy là anh phát chưa? Cũng được đi hả? Vậy là Phan Mạnh Quỳnh mời em bốc một cục. Ủa vậy hả? Ừ. Nếu mà anh trả lời thành thật. Tức vậy? Người hỏi, lát nữa ngược lại thì đó. Tức vậy? Sợ cho. Em bốc đại ha? Bốc đại. Bốc đi anh. Bốc đi em. Kinh không? Nút. Mùi gì? Mùi gì? Em bốc cục màu gì? Màu trắng rồi. Đấy đó. Nói chung là mình nó có gớm không? Không. Không vậy bình thường. Ừ, vậy là kẹo thương. Ngon. Tới anh đọc cho Karik. Are you ready Karik? Em muốn nhẹ hay nặng? Em muốn là sao không được? Em phạt hay là muốn được thương? Cuộc đời em nó nhiều kịch cảnh lắm rồi. Giờ thêm chả sao. Karik à, chúng ta ở đây á không nghĩ tới cái chuyện cuộc đời khổ nữa. Mà mình phải celebrate, phải vui vẻ đúng không? Vậy thì anh cho em một cái câu khó đi. Ok. À. Câu này trả lời được nha. Nha. Hãy tiết lộ một tật xấu của Huawei mà ít người biết, như là cách mà Huawei đã từng chia sẻ rất chân thật về Karik ở trong tập của Ba Story trước. Về Karik. Huawei hả? Ừ. Có coi cái tập đó rồi đúng không? À, có coi rồi, Huawei có chia sẻ về em rồi đúng không? À. Một cái tật xấu Huawei hả? Đôi khi sẽ có những lúc mọi người để ý là đôi khi Huawei sẽ cư xử như một ông già 60 tuổi vậy. Như vậy là xấu à? Xấu không Quỳnh? À... Để xem nói tiếp, để anh biết nói tiếp xem sao. Và mọi cái hành động của Huawei rất là chậm. Và cái điều đó đôi khi sometimes nó sẽ làm mình bị khó chịu ấy. Trong khi đôi khi có những cái tình huống nó rất là gấp mà Huawei cứ rề rà từ từ. Ê, rết tao nói mày nghe. Mà mình rất là khó chịu. Thực sự rất là khó chịu cái chuyện đó. Sometimes mình Huawei ơi, mọi thứ nhanh lên được không? Không có gì phải nhanh lên được. Mọi người có hiểu cái cảm giác đó không? Hiểu, có nghĩa là mình đang rất gấp. Huawei không có giỡn. Huawei, tao cũng không có giỡn. Tao có đâu có giỡn đâu Huawei. Nhưng mà không giỡn vậy. Sometimes mình hiểu tính nói, nhưng mà đôi khi mình cũng bị khó chịu cái chuyện đó thật. Thương Huawei, nhưng mà không, cái đó thật sự là không biết nói sao rồi. Nhưng mà nó là bản tính của Huawei. Ừ. Bản tính của Huawei rồi mình. Thôi, mình sao? Vì Huawei mình không, đó bạn thoát rồi. Ủa vậy hả? Ừ. Đồng ý không Quỳnh? Đồng ý. Đồng ý. Và anh đúng không? Anh đồng ý thì anh cũng chứng kiến rồi. Dạ. Yeah. Ít người biết quá kìa, ở ngoài mọi người nói là cái chuyện này ít người biết. Phải là cái chuyện ít người biết. Còn quy chậm á là trên truyền thông ai cũng biết. Ừ. Một cái điều mà ít người biết. Mà hãy tiết lộ một tật xấu của Huawei mà ít người biết. À, ít người biết. Tiết lộ một tật xấu hả? Đúng rồi, phải ít người biết cơ. Ví dụ như là em móc cước mũi vui vui dễ thương vậy thôi, hay là nhiều khi không có chịu thay áo nọ rồi vậy đó. Cái nào mà ít người biết chỉ có rất biết. Năm, nếu mà mình giờ mình đếm nha, năm nha, nếu mà không trả lời được coi như là phải ăn một cục. Năm, 4
3, 2, 1. Em có nhớ là Quy nói gì là về em không? Hay siêu tầm gì? Siêu tầm gì? Đó. Được mà, mình đàn ông mà. Đàn ông không nói. Đàn ông ăn. Đàn ông phải ăn. Ông nói thì ăn, mà không ăn thì nói. Lựa đi em. Cái này là cái trò tố cáo không về mới quay nè. Tại vì ở đây mùi nào cũng thúi hết á. Em quay đi. Em quay đi, Rick. Em quay cho em. Nó như nhau à. Mình Rick, em quay đi, Rick. Vô. Nó đỡ hồi hộp. Dead fish 1 cam, mời em. Cục 1 cam. Tại vì ba cục đó nó có thể có cục cục thường, có cục thúi. Ngon, 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 ngon. À, cũng ngon, cũng ngon. Có phải là mùi cá chết không? Cái này mà trúng cái gì ghê lắm, ghê lắm luôn đó. Có được nhả không? Được. Ủa, được nhả không? Được nhả không? Không được nhả, nuốt uống nước vô. Lá nữa anh ăn, anh cũng nuốt luôn với em luôn. Công bằng. Cái này là ăn được. Có để là bao nhiêu tuổi cũng ăn được nè. Nuốt vô. Thôi để cho em nhả. Ờ. Đàn ông không nhả. Đâu anh xin lỗi Rick, bây giờ tới Rick là người đặt câu hỏi cho anh. Mùi gì, mùi gì? Em, ủa phải không? Giờ Rick đặt em. Đặt em, đặt em. Để nó giống như mà. Mùi tả em bé. Ghê vậy? Xin mời Rick, em phải phục hồi lại để em chiến đấu tiếp chứ, tưởng chiến mà. Ok. Rồi, câu hỏi của em đặt cho Phan Mạnh Quỳnh. Em có thể lựa cho câu hỏi trong đống đó nè. Nó có câu dễ, có câu khó. Tùy là em muốn Quỳnh chết hay là em muốn Quỳnh trả lời. Quỳnh trả lời thì em sẽ là người hưởng. Nếu mà khó quá tự ăn thôi, nhanh thôi, đơn giản. Tại Quỳnh chưa ăn được cái cục thúi. Chưa ăn, chưa sợ. Chưa biết sợ. Nào Rick, quyết định đi mình có. Một ước mơ thầm kín của Quỳnh mà Quỳnh chưa bao giờ thổ lộ. Dễ thương quá, con này trả lời rất là dễ thương. Để xem nào. Thầm kín. Thầm kín. Quỳnh không muốn trở thành nữ giới không? Em thì thầm kín. Thầm kín thì cũng nhiều mơ thầm kín mà. Nhưng mà thầm kín kiểu như mức độ nào thì mình em biết. Em không chia sẻ với ai. Có thể chia sẻ với những người thân thuộc của em đến cái đầu ngón tay. Kiểu như anh cũng nói vậy, tại vì phải câu hỏi của anh. Để em nghĩ xem, thì bởi vì nó có nhiều lắm. Mơ thầm kín của em thật sự là quá nhiều hả? Nghĩ trong đầu tiên. Mơ thành tỷ phú. Đúng. Mơ thành. Không, đó cũng là một dạng mơ thầm kín nha. Một dạng nếu mà không ai biết là. Kiểu như xưa mình cũng mơ là mình sẽ kiểu như là trở thành tỷ phú từ trước 30 tuổi, trở thành tỷ phú lớn luôn ấy, chứ không phải là tỷ phú tiền Việt mà tỷ phú tiền nước ngoài, tiền Mỹ á. Nhưng mà nó cũng không thành là trăm tỷ. Ví dụ như tỷ. Ý kiến của em sao? Ý kiến của em là sao, ý là em cảm nhận như thế nào? Thì em nghĩ đó là thật, đây là đó ước mơ chung rồi. Đó là ước mơ thành kính chung rồi. Em cũng có nhưng mà các em nhỏ hơn một tí. Quay là trong bàn tay của em thôi. Được đấy, là em phải ăn đấy. Hả? Tại vì bạn ấy trả lời. Chúng ta còn một phút nữa để kết thúc và đến với câu hỏi, mời em. Hôm nay là một buổi hãm hại trực tiếp. Đây là một cuộc tử chiến mà chúng ta thấm đượm tình đồng chí em ạ. À. Ủa em ăn anh có ăn không? Em cái người đặt câu hỏi, tại vì nếu như người hồi nãy là em phải ăn rồi đúng không? Xong rồi lại anh đặt, em không trả lời thì em ăn. Giờ em đặt mà Quỳnh trả lời thì em ăn luôn. Em nên lấy màu xanh đi. Xanh nhìn nó hy vọng nhiều hơn. Màu nào nó cũng có cái risk, cái nguy cơ của nó. Người không thấy được ha. Chúng ta đã qua trò chơi. Ngon. Ngon. Dễ thương lắm, ước mơ rất là thầm kín. Nhưng bây giờ thì không còn thầm kín nữa rồi. Hết rồi, quá 30 tuổi rồi.
chả ai biết sao cả. Không thực hiện được ước mơ lúc này thì thực hiện được ước mơ lúc khác, đúng không? Mình nâng lên, không được trước 30 thì trước 40. Đâu ai trách mình đâu. Rồi, bây giờ thì câu hỏi mà được lựa chọn tiếp theo là tới gì đây? Câu hỏi này sẽ nhận được, đó là một cặp áo Maybe Clothing và một thùng bia Classic Lager. Lấy một câu hỏi bên YouTube đi nha, cho nó công bằng, để mình có Facebook và mình có YouTube. Bạn Thắng Thẩm Đức đã hỏi, ai cũng phải vượt qua khó khăn của mình. Điều mà hai anh cảm thấy khó khăn nhất ở khía cạnh là công việc và tình cảm là gì? Nhiều quá vậy. Cách vượt qua hai khó khăn của hai anh là gì? Em muốn thấy góc nhìn của hai anh. Có thể một khó khăn, hai khó khăn tùy. Dạ, ai trả lời công việc, ai trả lời tình cảm? Em trả lời công việc đi, bởi vì tình cảm em nó cũng... Sao em khổ vậy? Được, ok, vậy anh trả lời công việc nha, em trả lời tình cảm ha. Bây giờ tôi xì rồi. Giờ ai thua thì trả lời tình cảm. Dạ. Một, hai, ba. Có cái gì trả lời tình cảm nữa hả? Con người phải có tình cảm chứ. Mọi người sao vậy? Anh thấy chuyện tình cảm rồi, nói tới công việc này. Rồi, công việc. Công việc thì thứ nhất là... ví dụ như em và anh Rick thì cũng giống như mọi người thôi, cũng là cái giai đoạn mới vào nghề thì thứ nhất là để tìm ra để công thức để làm việc, thứ hai nữa là để tìm được cái sự người bắt đầu công chúng biết đến mình, và thứ ba nữa là anh em trong nghề họ nể mình. Xong đến đó cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn mình làm nghề thì nó có thực sự tiến bộ hay không. Và tiếp theo nữa là với sự cạnh tranh liên tục của các thế hệ các trẻ, mình có giữ được cái vị trí trong lòng khán giả hay không. Và sau đó mình đến cái lúc mà mình lớn tuổi một chút, mình có bị đào thải hay không. Em có cảm thấy em bị cạnh tranh ở trong thời điểm hiện tại không? Thì lúc nào em thấy cũng vẫn cạnh tranh hết. Và nhưng đó là suy nghĩ tích cực. Vâng, em thấy nó cũng tốt mà. Với lại là mình từ ngày xưa ấy, em cũng đã trải qua cái kiểu như là mình cũng làm nhưng mọi người không công nhận nhiều rồi, thành thử như được bây giờ em rất là vui, và em nghĩ là mình sẽ còn được cái cảm trải nghiệm này được ít năm nữa, và em nghĩ đây là một điều cũng tốt. Cái sự cạnh tranh trong công việc luôn là cái sức ép để mà mình đẩy mình đi lên. Ai cũng vậy, là anh cũng vậy, vì các bạn càng trẻ càng giỏi mà. Thôi anh Eric. Eric, Karik. Sao? Về khía cạnh tình cảm. Thật sự là... Đấy, câu hỏi là gì? Trời đất ơi. Giả bộ quên luôn câu hỏi. Điều mà... ai cũng phải vượt qua khó khăn của mình. Điều mà anh cảm thấy khó khăn nhất ở tình cảm là gì? Và cách anh vượt qua khó khăn là gì? Thực ra cái góc độ khó khăn về mặt tình cảm của mỗi người sẽ là khác nhau. Tại mỗi người sẽ một cái giới hạn khác nhau. Giống như là em sẽ không chấp nhận được cái chuyện bạn gái mình vừa chia tay mình đi chơi với một người khác liền. Đó là một cái chuyện em không chấp nhận được, nếu em biết là em cho đi luôn. Em cho đi luôn, em thương cái này là em cho đi luôn. Còn nếu như mà cái câu chuyện là họ làm sai với mình một cái việc gì đó, hoặc là trong giới hạn, trong khuôn khổ, cái limit của mình, thì em nghĩ mình sẽ vượt qua cái chuyện đó. Một là em lơ luôn. Em biết nhưng mà em sẽ giả lơ luôn, em coi như là mình không thấy, và mình sẽ nói chuyện một cách khéo léo để nhắc họ là tôi biết chuyện đó đó, nhưng mà tôi biết là mình sẽ nhắc đi một hai lần tôi biết chuyện đó, nhưng tôi sẽ không đề cập với bạn. Và cái câu chuyện đó sẽ em sẽ từ từ em cho qua nếu như mà em thấy họ thay đổi gì đó. Còn tại sometimes bản thân mình, đôi khi bản thân mình cũng đâu có hoàn toàn tốt đâu, mình cũng sẽ có những cái lỗi của mình. Nên em cũng không có mong họ hoàn hảo bất cứ gì, quan trọng là vượt qua xếp lại. Có khi mỗi người có một cái giới hạn nguyên tắc riêng. Nếu điều đó vượt qua khỏi giới hạn nguyên tắc của mình thì mình cứ đúng theo nguyên tắc của mình mà mình làm. I love it. Yes, đó là câu hỏi của hai bạn dành cho khán giả. Chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta đến với phần chơi cuối cùng. Đó là trò chơi gì? Uống thì biết. Và mình còn một hình phạt cuối cùng thôi, đó là bánh thường, bánh tháp, tăng. Anh nói gì cho mày, nó có nhân gì vậy? Ăn thì biết. Ok, uống thì biết thì là phải là uống quên lộn. Tại vì uống mà, trò chơi uống mà. Ủa? Uống thì biết là gì? Bên kia đã chuẩn bị cho mình sẵn. Của Quỳnh là hai bình,
xăm và đắng. Xăm ngọt thì đắng, trà đắng. Hai anh em mình vẫn là thường và thánh. Trò chơi có luật lệ như sau. Cũng như trước đây. Uống thì biết. Đây là khán giả bình chọn cho trò chơi. Chúng ta sẽ có mỗi người đã đặt ra được một cái thông tin về bản thân mình cùng với lại ABCD lựa chọn. Anh bắt đầu thì anh đọc cái câu đó ra và ABCD mọi người sẽ dùng bảng để viết lên đáp án của mình. Dạ. Em màu đỏ đúng không ạ? Màu đỏ. Lâu lắm em mới cầm phấn á. Viết đáp án của mình xong, hai người giơ ra cho camera coi và giơ ra đằng sau cho mọi người thấy mình đã chốt đáp án. Sau đó bên chương trình sẽ bưng ra cho mỗi bạn một ly, hai bạn uống cùng một lúc. Nếu nó là nước thánh, nếu nó là nước đắng thì câu của bạn trả lời là sai rồi. Nếu nó là nước thường, nếu nó là nước xăm thì các bạn đã đúng. Nếu mà cả hai bạn cùng đúng thì thằng mày sai, thằng mày uống. Một ly nước thánh liền. Ok, mình sẽ làm trước, sau đó mình sẽ đổi dòng từ từ, từng người sẽ đọc. Anh sẽ đọc trước câu hỏi để mọi người có thể khoan nha. Đây là Phan Mạnh Quỳnh, bạn sẽ tự đọc. Đây là câu hỏi của Karik, đây là Dustin. Rồi, Dustin sẽ bắt đầu trước. Đến thời điểm năm 2021, Dustin đã gắn bó với công việc MC bao nhiêu năm? Có 3 đáp án là A là 7 năm, B là 9 năm, C 12 năm. Rồi, MC. Dustin, đến thời điểm năm 2021, Dustin đã gắn bó với công việc MC bao nhiêu năm? Mọi người nhớ đặt câu hỏi nha, vẫn còn một phần quà đến từ Andros Asia dành cho một khán giả cuối cùng đặt câu hỏi hay. Và khán giả nào đã đặt câu hỏi được chọn thì nhớ inbox cho fanpage của Dustin on the Go để chúng tôi có thể gửi quà đến các bạn. Rồi, đáp án của chúng ta là gì? Cùng một lúc giơ ra cho camera và mọi người xem ở đằng sau nữa nè. Là đáp án ABC, cái đó là B. 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 Rồi, bên đây là A. Chữ gì vậy? Chữ A hả? Chữ B hả? Chữ A, B. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ được biết bằng cách là hai người, mỗi người sẽ cầm cái ly của ban tổ chức đưa ra. Nếu mà nó là nước đắng, nếu mà nó là nước thánh thì là bạn sai. Vô, mời, 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 mời. Cảm ơn bé Nhi. Cùng uống một lúc nha, nhìn nhau. Được. Nha. Nhìn nhau, nhìn nhau, nhìn nhau. Từ từ không được, hửi, hửi, hửi. Mọi ba là vô. Hai, ba. Ba. Vô. Còn anh Quỳnh là nước gì? Ngon. Nước ngon là đúng. Còn bên đây là nước gì? Thánh. Nước thánh là sai. Hai bờ dữ vậy? 9 năm. Từ 2012, lúc đó là em với anh thấy em đạt cái giải thưởng MV của MTV Việt Nam. Lần đầu tiên mà anh biết Karik và anh thấy rất cool. Đầu tiên anh vô MTV làm. Lúc đó em được cái giải và em là một trong những người trẻ nhất lúc đó. Giờ em thành già nhất. Mình già rồi đúng không? Tới, đi vòng nào. Em nha. Em đọc thì cho anh một cái bảng. Đây. Rồi, thì mình lấy cái đồ lâu. Hey. Em sẽ đọc. Tụi anh sẽ là người đoán. Vô. Món đồ nào mà ngày còn nhỏ dù thích lắm nhưng Quỳnh vẫn không thể có được? A. Đàn organ. B. Xe ô tô điều khiển. C. Bộ chơi game điện tử cầm tay. Lại nha. Món đồ nào mà ngày còn nhỏ dù thích lắm nhưng Quỳnh vẫn không thể có được? A. Đàn organ. B. Xe ô tô điều khiển. Và C. Bộ chơi game điện tử cầm tay. Câu này rất là hay nên em đọc trước. Em nghĩ sao hả Rick? Em dễ dàng. Em nghĩ là đáp án đầu. Anh cũng nghĩ đáp án đầu luôn á. Ok, chúng ta cùng dơ ra cho mọi người thấy nè. Dustin chọn đáp án A. Đàn organ. A. A luôn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cùng mời ban tổ chức đưa ra hai cái ly. Uống đi rồi biết. Uống đi rồi biết, đúng. Chính xác, trò chơi tên là uống đi rồi biết. Ly là của anh nè. Kỳ vậy? Tôi đố mà. Tôi đố mà. Đúng rồi. Dạ. Đáp án chính là
Phan Mạnh Quỳnh phải uống ly nước đắng tại cả hai. Trả lời đúng. Đúng hả? Đúng, đúng. Đắng không? Mang nhầm rồi. Nước ngọt. Bạn nhầm hả? Thôi lỡ rồi thôi. Thật ra thì bởi vì hồi xưa là... Đây là nước không có. Dạ nước thường. Vậy là phạt liền ly nước đắng là... À, phạt liền bạn là... Phạt mặt bưng bê đi. Ok, câu của anh Rick nè. Câu của anh Rick. Ờ, cho em mình bằng anh Rick chứ. Anh mình bằng của anh chứ. Ừ, câu của anh Rick. Vô. Phấn đâu, phấn đâu. Vậy là Phan Anh Quỳnh còn ly nước đắng nha. Ừ, ok. Đúng, uống chứ. Uống nước thường thôi mà. Mình phải phạt đúng chứ, uống nước đắng chứ Quỳnh. Thôi, lịch sự mình nó đàn ông phải đàng hoàng. Chính xác. Đàn ông là phải một trước sau như một đó. Trước sau như một mà mình LCD ra thôi. Ủa đàn ông mà. Thì sao đâu ra đánh giá đâu, kệ đi. Giờ style nào cũng chơi hết. Nắng ác này, nắng ác này. Món đồ hiệu hoặc đắt tiền nhất đầu tiên mà Caric mua khi bắt đầu kiếm ra tiền đó là: một, nước hoa; hai, đồng hồ; ba, là quần jean. Câu này khó luôn đấy, câu này không có gì mình ấy luôn. Cho hửi nước hoa gì? Không, không cho. Đúng ba cái này như nhau ha. Em hửi giùm anh thôi. Một, nước hoa. A là nước hoa. B là đồng hồ. C là quần jean. Không xịt nước hoa hay là có xịt nước hoa nên mới vậy? Đồng hồ thì có thể không có đeo tại vì không thích đồng hồ. Quần jean, hôm nay mặc quần gì Phan Mạnh Quỳnh? Quần trắng. Mặc kỳ giải luôn. Mà cũng Quỳnh em ngửi có mùi gì Quỳnh? Thì phải có chứ, chắc có mùi ít nhiều bay như hương là gió bay đi. Gió bay thơm thơm nhẹ nhàng. Mà anh nghĩ là anh thôi mình tự ghi thôi. Tự ghi thôi, tự ghi mới vui chứ. A nước hoa, B đồng hồ và C là quần jean. Không thể mua cho mình. À muốn hỏi nó kiểu đầu tiên. Đầu tiên Caric bắt đầu kiếm tiền ra mua. Bắt đầu kiếm tiền ra mua. Cái mà Caric thì anh nghĩ là phải là quần. Quần là câu gì? C. Quần thụng. Em không. Và thấp. Em nghĩ là A. Thụng và thấp là quần hiệu á. Gặp ai đụng là đọc. Nhưng mà không có nào là quần hiệu. Thụng và thấp lúc đó không có quần hiệu. Quần thụng thấp cũng có hiệu mà em. Em chọn, anh chọn C. Phan Mạnh Quỳnh chọn A. Dạ. Chúng ta khác nhau đúng không? Anh chỉ nghĩ là lúc đó cái thời gian điểm đó quần là một cái nó rất là khuôn ngầu và mình cần phải cập nhật với mọi người. Nhưng mà có thể là đồng hồ, nhưng mà nếu mà đồng hồ thì phải đeo chứ. Anh suy nghĩ vậy kỹ à. Kỹ rồi. Anh giải thích là tại vì quần đối với lại những người mà mê. Hai người hai ly. Cũng nào, cái... cũng uống luôn nè. Vô nè. Uống bị liền. Vô à, mời bạn. Vô. Anh đúng nước thường. Vậy là cái quần là cái đầu tiên em mua chính xác không? Em cũng nghi á. Quần gì? Quần jean, quần D square. Đó, D square. Bọn con trai nó rất là thích những cái quần jean mà nó kiểu quả tiết. Ừ. Hồi đó thích lắm. Mà đắt. Đâu có tiền. Tới ai? Tới anh. Vậy thì mời. Cầm. Đúng rồi. Tới anh. Anh chơi xong anh không biết anh để đâu luôn cái mặt kia chứ. Ủa mọi người, cái đống cái đồ màu đen này, cái đồ màu đen dễ lâu rồi. Này của Rick của anh. Cho em cái nào, cho em cái. Cái của anh, tờ của anh nó nằm ở đâu đây? Mọi người ơi, mình xịn quá, mình không thấy cái đó mình quên cái này. Anh mất rồi, anh bay mất rồi. Bay mất rồi. Đúng là đây là cũng là xịn quá xong rồi giờ quên mất luôn. À đây. Ủa, dễ bay đồ lắm. Dễ bay đồ như vậy. À, thôi. Dustin sẽ đọc trong đầu ra luôn. Yeah. Nhớ luôn. Món nợ lớn nhất trong cuộc đời của Dustin là bao nhiêu? A. Đó là 3 triệu. B. 25 triệu. Và C. 2,5 tỷ. Món nợ nhân lớn nhất hả? Lệch nhau gấp ha. Em nghĩ nó số 2,5 tỷ anh không có cười tới giờ này. Nhưng không chờ, không chờ xong rồi. Nhiều khi mình cũng không biết là mình ghi gì. Rồi. Nếu mà 25 triệu thì nó dễ quá nhỉ. Thôi cứ ghi dễ chắc anh. B. B. Caric là gì? B. B, cả hai cùng B. A là 3 triệu, B là 25 triệu, mà C là 2,5 tỷ. Ừ. Đáp án là gì ạ?
hai cái ly là thấy là ok rồi đó. Chết rồi, hai ly là thua rồi, đen luôn rồi, còn nói gì nữa, nước thánh hết. Ok, còn một phút nữa là chúng ta đã kết thúc trò chơi. Dustin nợ 2,5 tỷ là cái món tiền mà Dustin thật sự là chia sẻ thật. Cái này cũng Dustin không có. Công việc này của Dustin rất là công việc Dustin thích, nhưng mà mình không đủ tiền để có thể mua được một căn hộ, mà mình vẫn phải tiếp tục đầu tư. Và mình nghĩ là mình nợ ba mẹ mình một cái tiền mua căn nhà mà mình đang ở. Ba mẹ thương mình muốn cho mình có một cái nơi ở. Thì mình nghĩ đó là món nợ lớn nhất của cuộc đời của mình. À, tức là anh nợ ba mẹ thôi hả? Ba mẹ chắc không ghi anh đâu. Không, nhưng mà đối với lại một người thì một người con thì mình nghĩ là cái tiền đó vẫn là tiền. Mình phải có cách, có trách nhiệm. Đúng rồi. Mình cũng chỉ nghĩ là đó là sự thành thật nhất, là mình chọn căn nhà mà ba mẹ mua giúp cho mình ở mới cách đây một năm thôi. Trước đó là phải đi thuê nhà. Thì đó là món nợ to nhất, còn không bao giờ nợ ai một cái gì hết. Ha, chúng ta đã hết giờ. Hết giờ. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng của khán giả. Mà chơi vui đúng không? Vui không? Muốn chơi nữa không? Câu hỏi đến từ một bạn khán giả. Đây, tên là Đạt Phan. Và bạn này sẽ được nhận một phần quà, đó là một bộ sản phẩm của Andros, gồm có hồi nãy những cái như là Andros chân kỳ vải hoa hồng nè, Andros chân kỳ lê hoa cúc, và cha Andros syrup rose, cùng với công thức pha hai món mà Phan Mạnh Quỳnh và Caric uống. Các bạn dễ tự pha luôn. Chúc mừng bạn Đạt Phan. Sắp tới Tết rồi, không biết hai anh có bị gia đình hối thúc lập gia đình không? Và hai anh sẽ nghĩ gì và cảm thấy như thế nào nếu bị hối thúc? À, Quỳnh thì xưa giờ là chưa bao giờ bố mẹ hối thúc hết đó. Thì Quỳnh đến thời điểm này Quỳnh là 31 tuổi rồi. Thì là mọi người nói đây là thời điểm đẹp để lấy vợ thì Quỳnh lấy thôi. Tức là Quỳnh thấy đây là thời điểm thích hợp, chứ không phải là gia đình hối. Gia đình thì kiểu như là mình thấy là bao nhiêu cũng được, kiểu không có quan trọng là mình lấy muộn hay trẻ đâu. Nếu mà mình lấy sớm chắc là ba mẹ không vui, nhưng mà đến bây giờ là bắt đầu dễ chịu rồi. Quỳnh là 8, 9, 10. Đầu 9, 10. Tôi nhỏ rất tuổi. Còn rất. Có bị hối thúc không? Hồi xưa thì bị hối, bây giờ thì không. Tại vì sau khi rất chia sẻ quan điểm của mình với ba mẹ, có thể là thật ra là hạnh phúc là do mỗi người thôi. Vì khi mình hối thúc xong rồi mình cưới ngay một người mà mỗi ngày mình phải cãi nhau họ, là mình không mang lại niềm hạnh phúc cho họ cả ngày cả rồi cả hai nhau ở bên cạnh nhau chỉ là áp lực, thì đó là cái ác mộng. Thì xung quanh ba mẹ của Rick cũng đã có nhiều cái kinh nghiệm rồi, có nhiều cái viễn cảnh nó xảy ra rồi. Cho nên sam thì Rick sẽ, khi mà ba mẹ nếu mà có nói thì Rick sẽ nói trên cho ba mẹ hiểu về vậy. Rồi ba mẹ dần không hối nữa. Nghĩ sao Rick vui là được. Rick cũng rất là vui, có ba mẹ không bao giờ hối thúc luôn. Rất là hiểu con, nhưng mà không nói. Nhưng mà cái chuyện cưới sinh đó là cái chuyện mà đâu ai ép được đúng không mọi người? Dạ, dạ. Đồng ý. Cảm ơn bạn Đạt Phan đã có câu hỏi rất hay. Và đã là khách mời của Bar Stories thì đến đây là được chơi, được ăn, được uống, còn được thưởng thức âm nhạc hoặc là thưởng thức hai đồng thoại. Thì lần này chúng ta sẽ chào đón hai vị khách mời, hai bạn đến từ Sài Gòn. Tếu Dustin sẽ ở đây cùng với mọi người. Cho anh hai cái ly, cho anh hai chai bia riêng tao em vui giùm anh nha. Chào mừng mọi người đang trở lại với Bar Story Livestream, và đây là chuyên mục Bar Live. Bình thường thì chúng ta chỉ có một khách mời, nhưng lần này có hai diễn viên hài đồng thoại đến từ Sài Gòn Tếu. Và cái thử thách của hai bạn này là mỗi bạn sẽ có 7 phút để làm cho hai người cười nhiều nhất có thể. Và đây là đạo cụ của hai người, nếu như mà không cảm thấy mắc cười thì mình có thể bóp hoặc là có thể đập chuông, mọi người chọn cái nào. Ok, nếu mà mình không mắc cười thì mình bóp. Đó, mình bóp để mình thấy cho các bạn thấy là mình rất mắc cười. Và để giới thiệu về hai bạn này thì Trọng Phan là một người mà ngay từ lần đầu tiên đó xin xem bạn diễn thì bạn đã phải phân trần với khán giả bạn là trai thẳng. Còn Phương Nam là được mệnh danh là tự nhận mình là ngắn như cục tóc bất kỳ, nhưng mà rất thích nói chuyện về tình dục. Và đó là Sài Gòn Tếu. Đầu tiên chúng ta có 7 phút. Bắt đầu là Trọng Phan, xin mời. Mọi người, em xin được chào anh Phan Mạnh Quỳnh, chào anh Caric và chào anh Dustin. Thì em là Trọng Phan và em là một diễn viên hài đồng thoại. Thì hài đồng thoại là một loại hình hài nó rất là đơn giản,
ở đây sẽ có một người đứng nói, em sẽ tìm cách kết nối với mọi người và chúng ta sẽ cùng nhau cười và vui vẻ. Em rất là thích những cái câu đố. Em có cảm giác là những câu đố nó cho phép mình tìm thấy được cái sự hài hước ở bên trong những cái điều rất là đơn giản. Thì hôm nay em xin được phép đố mấy anh một vài câu đố về âm nhạc. Thì câu đố đầu tiên của em đố mấy anh là tại sao nốt si lại giận nốt son? Nốt si, nốt si là giận nốt son. Tại vì son la si. Câu đố tiếp theo, tại sao nốt rê phải đi tìm lời giải? Nốt rê phải đi tìm lời giải. Tại vì si đố rê. Si đố. Hai hai. Gotcha. Bấm. Câu đố cuối cùng. Ủa vui mà sao bấm? Ủa vậy hả? Ủa vui là bấm. Vui là bấm. Ờ ok anh. Dạ, câu đố tiếp theo. Tại sao mi không dám pha nước uống? Tại vì mi pha son la. Mi pha son la. Hai. Không vui mới bấm. Thì em có một cái công việc, đó là em đi dạy tiếng Anh cho trẻ em. Và em rất là yêu cái công việc của mình, bởi vì nó cho em tiền. Nhưng mà hơn hết là nó cho em cái niềm vui nữa. Cái niềm vui đó đến từ cái việc là em được giáo dục và dạy dỗ những đứa trẻ và nhìn tụi nó trở nên tốt hơn mỗi ngày. Và người ta trả tiền cho em để làm điều đó. Thì khi mà em đi dạy, em nghĩ em là một người thầy thú vị. Tại sao? Em có bằng chứng rõ ràng. Bởi vì mỗi đứa học trò của em sẽ đều đặt tên tiếng Anh cho mấy bé. Và mỗi cái tên tiếng Anh sẽ đều đi kèm với một câu chơi chữ siêu xịn. Thì xịn lắm. Ví dụ em có một bé nữ trong lớp, em đặt tên cho bé là Daisy. Daisy. Dạ, tên là Daisy. Thì em có một cái câu chơi chữ gắn liền với tên của bé. Mỗi lần em kêu Daisy, em sẽ kêu là Daisy, con đang làm gì đấy? Ok, không sao, em còn bé khác, em còn nhiều bé lắm. Em có một bé khác là nam. Thì em đặt tên cho bé là Simon. Thì có một cái lần nọ, em nhìn thẳng vào mắt Simon và em nói Simon, con có biết kẻ thù lớn nhất của con là ai không? Là đúng mình. Simon. Dạ, kẻ thù lớn nhất của Simon là đúng mình. Đúng mình. Anh Charlie, anh rap mà anh chơi chữ mà anh phải hiểu chứ. Anh biết, nhưng mà vấn đề là nó không có funny lắm. Không sao, em còn nhiều cái joke phía sau lắm. It's ok, em còn nhiều joke phía sau. Em tự thấy mình là một cái người có những cái thắc mắc rất to lớn trong những cái vấn đề rất là nhỏ. Không biết hai anh có bao giờ thắc mắc là tại sao mấy cái tóc của mấy anh nó luôn luôn mất một chiếc không? Mấy cái gì? Nó mất một chiếc á. Tóc. Ý em là nó có quyền mất, nhưng mà tại sao nó không mất cả đôi mà nó mất có một chiếc? Đúng. Em mang tụi nó ở trong chân là cùng một lúc. Em cởi ra em bỏ vô mấy nhặt, là từ một chỗ giặt xong em phơi bỏ vô cùng một cái tủ. Nhưng tới lúc em cần tụi nó thì tụi nó không bao giờ ở cùng nhau. Em cực kỳ khó chịu vì điều này luôn. Em nghĩ nha, là những cái tóc đối với em nó cũng giống như học sinh vậy. Nó phải có cặp. Thì có một cái lần đó em chuẩn bị đi dạy. Và khi em đi dạy thì mặc áo sơ mi xong, em mặc quần tây xong, em kiểu ok, mình ổn. Nhưng sau đó em nghĩ tới cái chuyện là bây giờ mình phải đi kiếm mấy đôi tóc. Và em cảm thấy hoảng. Em chạy tới cái tủ đồ của em, em kéo cái tủ đồ, em chọn được một cái tóc em thích, em để nó lên trên đầu tủ. Bây giờ công việc của em rất đơn giản, em chỉ cần xếp những cái tóc lần lượt lên. Đến một lúc nào đó sẽ có một cái tóc nó trùng với cái tóc em chọn. Nhưng mà không, em xếp tới cái tóc thứ 6, thứ 7, tới một lúc mà đống tóc của em nó như một cái bút gì màu. Tức là màu nào nó cũng có, nhưng mà không có màu nào nó trùng với màu nào. Nên thành ra em bí quá, em phải gom đại một cái em hơi giống. Rồi sau đó em lao ra đường em đi dạy. Và em cứ skip liên tục suy nghĩ về cái chuyện này. Em kiểu tại sao nó phải vô lý như vậy được. Nhưng rồi sau đó em nhận ra là vũ trụ nó đang cố gắng dạy cho em một cái bài học. Đó là trong cuộc sống mình có thể có rất nhiều thứ, nhưng mình sẽ không bao giờ có được tất. Được tất cả. Hai. Đây, ủng hộ. Hai. Có một cái sản phẩm này, nó bán rất chạy, nhưng em không hiểu là tại sao nó lại bán chạy như vậy. Đó chính là thuốc lá. Tại vì đây là em nghĩ là cái sản phẩm duy nhất mà cái quảng cáo của nó tự bị chính lắm. Cái slogan của thuốc lá là hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Người mẫu đóng quảng cáo thuốc lá là một anh ống nhơ muốn nhách cầm thuốc. Vậy mà người ta vẫn bỏ tiền ra để mua. Thì em xin lỗi nếu như ở đây có ai mà
mọi người hút thuốc lá, nhưng mà em nghĩ là những người nào hút thuốc lá thì khi mà họ chạy xe ngoài đường á thì họ sẽ không cần phải đội nón bảo hiểm luôn, tại vì họ rất là cứng đầu á. Thì em cứ nghĩ tiếp, em nghĩ tiếp cái một hồi em kiểu what, nhưng mà có khi nào mình hiểu nhầm thuốc lá không? Biết đâu nó không phải là một cái chất kích thích, nó cũng không phải là một cái chất gây nghiện, mà nó là một cái sản phẩm mỹ phẩm vô cùng chân thật. Tại vì em có xài sữa rửa mặt, em có xài keo bốt tóc, nhưng em không biết là tới khi nào em mới đẹp trai như hai anh. Nhưng em nhìn những người hút thuốc lá, họ rất là giống với lại cái người mẫu đóng cái sản phẩm đó. Em kiểu quay, quay, vậy là thuốc lá nó chân thật. Thuốc lá nó hứa, nó hại đời mình và nó làm đúng điều đó. Nó nói được, làm được. Rất là đàn ông. Một cái chuyện khác nữa là em để ý là trong những cái phong trào về bảo vệ môi trường á, là họ hay seeding một cái chữ, mà hay dùng cái chữ lặp đi lặp lại, đó là cái chữ xanh. Xanh. Dạ. Ví dụ như mình nói là bây giờ mình sống mà mình không sử dụng rác thải nhựa thì chúng ta gọi đó là sống xanh. Dạ. Nếu mà một cái khu vực mà mình trồng nhiều cây thì nó sẽ là mảng xanh. Cái mọi người nghĩ bây giờ không lẽ một cái công trình trồng rau xanh, lầu xanh. Nhưng mà sau đây em nghĩ thêm thì em thấy là hình như cũng hợp lý, tại vì cái chữ xanh á là nó đại diện cho sự sống, đúng không? Mà có nơi nào kết tinh và ươm mầm sự sống nhiều như lầu xanh? Mà bao ni lông với lại rác thải nhựa nói chung là có sức ảnh hưởng xấu đến lại sự phát triển của thế hệ trẻ em sau này. Vậy thì để cho các bé có môi trường tốt để phát triển, mấy anh đừng dùng bao nha. Cảm ơn mọi người, phần của em tới đây là hết. Và sau phần của em sẽ tới một đối thủ vô cùng hạn ký của em. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón bạn Phương Nam. Phương Nam à. Hello, xin chào hai anh, em là Phương Nam, nhóm Sài Gòn Tếu. Thì không có như trọng, em không có đố mọi người. Mà cái cuộc đời này nó luôn luôn đố em. Em cảm thấy luôn luôn cuộc đời này nó khó khăn với em mà. Em từng có một khoảng thời gian độc thân rất là dài. Và khi mà mình độc thân á thì mình hay kiếm những cái app ứng dụng hẹn hò, ví dụ như là anh Bình nhìn em. Ví dụ như là Tinder á anh. Em không biết mọi người có chơi Tinder hay không, nhưng mà đối với em á, Tinder nó là một cái app mà em không hiểu được cái quy luật vận hành ở trong cái thế giới đó. Em đã tải Tinder 5 lần rồi, và cả 5 lần em được chơi tầm được 1-2 ngày là em xóa. Khi mà cái anh lên Tinder là anh có tìm một cái mối quan hệ, ví dụ như người yêu, ví dụ như bạn bè, một cái mối quan hệ để thỏa mãn một cái nhu cầu nào đó của mình trong vòng một đêm, trong vòng một tuần, một tháng thành viên, nửa năm miễn phí, ví dụ vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ đăng cái hình của mình lên, và sau đó người ta nhìn vào ngoại hình của mình, nếu người ta thích mình, hoặc nếu mình là Phan Mạnh Quỳnh hoặc là Karik, người ta sẽ match luôn, không cần người ta nhìn nữa, thì chúng ta sẽ matching với nhau. Vậy mà có những người họ đăng hình động vật luôn, họ đăng hình chó, hình mèo lên là sao? Em đang ngủ lướt, em thấy nguyên con mèo vậy. Quẹt em đi, tao quẹt cho cục động vật bắt tao hay gì, bắt cho cục đó vậy động vật nhốt tao vô tù hay gì. Rồi tự nhiên em đang lướt, nó không đăng hình chó mèo nữa, nó đăng gia đình nó lên, nó đăng nguyên hình chụp gia phả đứng là ngang vậy nè. Giờ em quẹt vô, em mát xong em phải xin phép ông nội là nội, ông ngoại là ngoại, em vô em nói chuyện với cháu nữa nè. Rồi bây giờ có những cái người họ như thế này, họ chụp hình khúc này, khúc này, khúc sau đây nữa, họ đăng lên. Cái vấn đề là họ đăng cái gì không quan trọng, bởi vì đó là quyền của họ, em không đánh giá được. Nhưng họ chụp hình khúc này, họ đăng lên, họ không thấy cái mặt họ đâu, tức là họ không có tấm nào có mặt hết, mà họ ghi bio là tìm real love, no friend with benefit, no one night stand, no looking for sex. Ủa gì lạ vậy? Nó giống như là mình đăng dĩa thịt chó xong rồi mình ghi là tìm người ăn chay trường. Nó quá đáng không? Quá đáng không? Mày muốn tìm real love đúng không? Mày đăng hình thẻ mày lên, mày đăng hình chụp hình chứng minh nhân dân mày lên. Đứa nào nó yêu được thì mới là real love. Chứ quá đáng gì đăng cái tấm này. Xong rồi có một lần em match với một người nữ. Em vừa mới match xong, em đang tính là bây giờ làm sao để nói cái gì em không biết. Thì bạn nữ đó inbox em trước,
và nó kêu là anh ơi, ừ. Em ơi. Và nó kêu là cái quần anh mua đâu vậy? Em thấy hơi kỳ nhưng mà kêu, cái quần anh mua ở một cái shop ở đường Lý Thường Kiệt. Ờ, cảm ơn anh nha, xong in match em. Hết. Ủa? Là sao? Cái bạn nữ rất kỳ, em thấy không? Bạn nữ rất chỉ nhìn thấy cái vẻ bề ngoài, những thứ bên ngoài mà họ không thấy được những thứ bên trong cái quần. Nhưng mà thật ra thì trong cuộc đời của em á, những người con gái và những người phụ nữ trong cuộc đời của em không hiểu tại sao họ vô cùng thông minh. Em ngu hay sao em không biết tại sao, nhưng mà những người phụ nữ trong cuộc đời em từng gặp họ vô cùng thông minh. Em chạy xe ngoài đường, em vô cùng tuân thủ luật giao thông. Mọi người chạy xe ngoài đường sẽ có hai loại người. Loại người thứ nhất là racing boy, là cái đám mà nó chạy cái đường thẳng như vậy, là nó không chạy thẳng mà nó chạy. Nó chạy giống như là có bàn thờ tổ tiên nó ở giữa. Nó đang chạy, ô ông nội, ô bà nội, con xin lỗi, nó hay té bàn thờ. Dạ, xong nó nhấn ga hồi nó đi thẳng qua phía sau luôn. Nó chạy khỏi bàn thờ nó ở giữa. Thì em đang đi, em bị một cái người khác không phải racing boy đó tông em. Đó là ninja lead. Một kiểu nguy hiểm hơn. Em chạy xe ngoài đường, em vô cùng tuân thủ luật giao thông. Tức là khi em để trái, em để phải gì, em luôn bật xi nhan trước khoảng 20 giây rồi em mới rẽ. Hôm đó em đang chuẩn bị để phải, em bật xi nhan xong em đang rẽ. Cái cô đằng sau tông em cái đùng, em ngã xuống đó. Mặc dù em rất đau nhưng phải đứng dậy liền. Bởi vì ba em dậy là nói chuyện với phụ nữ không được nặng. Đàn ông không nói. Xong rồi em đứng dậy thì em kêu là cô ơi, à dạ, con đi đúng luật, tại sao cô tông con? Thì cái cô cũng có gì, mày nói cái gì? Dạ, con đi đúng luật, con rẽ, con xi nhan, con xin đường đàng hoàng, tại sao cô tông con? Mình dừng ở đây xíu nha. Phụ nữ họ có một cái khả năng vô cùng đặc biệt, đó là cho dù mình đúng tới cỡ nào, mình logic tới cỡ nào, mình lý lẽ tới cỡ nào, sao họ chỉ cần sai trong tích tắc. Lạ lắm. Bây giờ dừng nha, tới đây theo luật là em đúng không? Đúng. Theo lý lẽ là em đúng không? Đúng. Theo logic em hoàn toàn đúng. Nhưng không. Cô ơi, con xin nhan, con xin đường đàng hoàng, tại sao cô tông con? Anh biết cô trả lời sao? Mày nói gì? Mày xin nhan xin đường tao cho chưa? Mày tính cướp đường hả? Sao em kiểu nó hình như là 4 năm đại học mình nó có uổng không ta? Sao mình học luật rồi mình học đủ thứ kiến thức mà sao giờ mình sai liền vậy? Sao em mới thấy là hình như cái đấng mày râu của mình có cái khả năng tư duy không lại phụ nữ. Anh có biết á, là nước Nhật á, họ nổi tiếng về cái gì không? À, sao anh Phan Mạnh Quỳnh kiểu hơn chắc là sushi hả? Anh cảm thấy nhiều không? Chắc là Naruto hả? Nước Nhật chúng ta đều biết họ nổi tiếng về ngành công nghiệp phim xé. Cái phim mà nếu chúng ta biết Telex đó, đó là phim xé. Nếu coi thì anh xé nghe em nói về cái phim xé. Phim xé. Thì khi mà mình coi phim xé, họ có diễn viên phim lửa, thì cái cô đó cô đóng được một giai đoạn là cô về hưu. Thì khi cô về hưu, cô bị nhắn tin tống tiền. Trong vòng 2 ngày mà mày không gửi cho tao 2 tỷ yên, tao sẽ tông hình nóng mày lên mặt. Cái cô kiểu, ủa mày biết tao làm nghề gì? Hình nóng tao là hình gì? Hình tao mặc áo khoác hay hình tao đắp mền xông hơi? Dạ, cảm ơn mọi người, đó là một chuyện của em. Wow, và đó là Trọng Phan, Phương Nam. Vô cùng ly, cùng ly. Vô cùng ly luôn. Lên mọi người, lên luôn. Và đó là vô luôn nè. Nè, vô nè. Cho hai bạn giữa hàng thôi. Đó là chúc anh em nha, cảm ơn anh em. Cheers, cheers. Cảm ơn Sài Gòn Téo. Cảm ơn Karik và Hoàng Quỳnh. Mọi người thấy như thế nào, mọi người cứ thành thật góp ý. Thôi em thấy các bạn trẻ bây giờ các bạn tự tin quá, nếu em không làm được vậy không? Xong sao em cũng đã thử trước gương rồi. Nhưng mà cái câu chuyện của em không có tự khiến em bật cười, em nghĩ người khác sẽ không bật cười được. Vui, mấy bạn vui. Mình có coi hay thằng Loan Téo nhiều không? Dạ, cảm ơn. Vui. Quỳnh cảm thấy là đoạn nào vui nhất giờ nhớ lại? Thích nhớ câu nào nhất? Nhớ câu lại nhất tất nhiên là cái ý mà mặc áo khoác á. Anh nóng là anh mặc áo khoác á, áo gió á. Anh nóng.
Đúng luôn đó, hai vợ mà. Rồi bây giờ hai đứa Sài Gòn Tếu nè, Trọng Phan và Phương Nam nè, sắp tới mọi người có dự định gì trong năm mới không? Tết tới rồi. À, dạ có. Thì dự định sắp tới của tụi em là tụi em sẽ làm một cái show Tết. Là show tụi em làm là show Tếu Quân vào ngày 3 tháng 2 vậy. Giống như Táo Quân vậy đó. Tụi em là Sài Gòn Tếu nhưng mà tụi em là Tếu Quân. Dạ, cái format nó sẽ khá là giống Táo Quân nhưng mà tụi em sẽ review lại năm 2020 theo một cái cách hài độc thoại. Và nếu mà được thì chắc tụi em mời hai anh đến xem. Rồi, đó xin được phép hỏi Karik. Ok. Cuối cùng thì thấy Karik thấy như thế nào sau khi mà mình tủ chiến xong, mình nghe hài độc thoại rồi? Em thấy là em không say lắm. Ơ kìa, em không say lắm, là em nghĩ là mọi người nghe, anh nghe em kể là mọi người ra về người này khinh người kia khinh, rồi lúc mới em vẫn còn tỉnh. Nước thánh ngon quá không thể say được, có thể là một vấn đề luôn. Say vậy? Thì em uống đồ ngon. Nhưng mà thực sự trước khi tới đây là cái mood em bị down, đang hơi bị down, mà hôm nay cái mood em nó lên được xíu là good. Cảm ơn em. Không sao. Đó là tại sao Dustin và Bar Story có mặt, còn Phan Mạnh Quỳnh thì sao? Em thấy chương trình này rất là dễ thương bởi vì có cơ hội nói chuyện với nhau và nó cũng rất là cởi mở. Anh ít bao giờ được nghe Quỳnh nói như vậy lắm á. Vâng, vâng. Đúng không? Quỳnh cũng không nói với ai đúng không? Vâng, tại vì chú ấy ít gặp ai, ít ra đường lắm giống em à. Đúng rồi. Ít ra đường, thậm chí nhiều khi ít ra đường em. Rồi, ok. Cảm ơn các anh em rất là nhiều vì đã đến đây cho dù chỉ làm 2 tiếng ngắn ngủi với lại khán giả. Nhưng mà qua đó, Dustin xin được cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều và chúc cho mọi người có một năm mới thật là nhiều sức khỏe nha. Làm gì làm phải có sức khỏe trước. Và cảm ơn các khán giả đã theo dõi Bar Story Livestream cùng với Karik, Phan Mạnh Quỳnh, Trọng Phan và Phương Nam. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Và nhớ là đăng ký kênh Dustin on the Go nha. Cheers! Cheers! Thank you! Mình uống tiếp ở ngoài. Bây giờ là bye bye rồi. Bye bye. Bye. Để xem những chương trình mới nhất của Dustin on the Go.